vôi mẹ vất vả dẫn hai đứa con sinh đôi đi tìm nước uống. Đây là khu vực có nước gần nhất. Sức của hai vôi con cũng chỉ đến thế. Nếu đi xa hơn, vôi con sẽ không trụ nổi. Nhưng khu vực này lúc nào cũng có một đàn sư tử thay nhau túc trực. Chúng biết rồi cũng có kẻ không chịu nổi cơn khát mà đến đây. Vôi mẹ đơn độc còn thêm hai con nhỏ, sư tử không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Chúng bắt đầu tiến tới mục tiêu, nhưng chúng không vội. Một kế hoạch săn bắt được vạch ra. Đó là tách vôi con khỏi mẹ và bắt lấy một con non. Rõ ràng, kẻ đi săn không hề nôn nóng. Chúng để cho ba mẹ con nhà voi giải quyết cơn khát trước. Chúng chia điểm bao vây. Ba mẹ con nhà voi đến thì dễ, nhưng đi thì rất khó. Sau khi uống nước, vôi con tranh thủ uống sữa. Hai đứa nhỏ ngây thơ không hề biết đến mối nguy hiểm cận kề. Thứ đang chờ đợi chúng là nỗi khiếp sợ lớn nhất thảo nguyên. Có lẽ kẻ đáng lo nhất chính là vôi mẹ. Ba mẹ này cũng tranh thủ uống cho thật nhiều nước. Những ngụm nước uống vội, thấy rõ sự bất an. Nó phải làm cách nào để dẫn hai đứa con quá nhỏ của mình rút lui trong an toàn đây? Sư tử bắt đầu tấn công. Mọi hiệu lệnh dưới sự chỉ huy của con sư tử cái này. Mục đích của bầy sư tử là tìm cách làm cho vôi mẹ mất bình tĩnh. Vôi mẹ trở nên hung hãn. Nó cố gắng di chuyển thật chậm để đảm bảo con mình vẫn theo sát cạnh mẹ. Hai đứa nhỏ vẫn sẽ an toàn khi đứng gần hoặc dưới bụng mẹ. Vôi mẹ bắt đầu mở đường chạy thoát. Nhưng sư tử rất tinh khôn, chúng không ngừng quấy nhiễu. Làm vôi mẹ kích động càng mạnh thì cơ hội thắng của chúng càng cao. Kẻ chỉ huy ma mảnh tiến về hướng rút của vôi mẹ. Nó liên tục công kích. Cuối cùng, vôi mẹ đã dính bẫy. Nó dí theo con sư tử cái chỉ huy. Vôi con bị bỏ lại phía sau. Sư tử bắt được một chú vôi con. Con sư tử đực rất khỏe. Nó tha vôi con chạy đi theo một hướng riêng biệt. Vôi mẹ do dự một lát, rồi nó quyết định chạy lại cứu đứa con bị tha đi. Sư tử lao vào tấn công chú vôi con còn lại. Vôi mẹ đưa ra lựa chọn. Nó từ bỏ đứa con bị bắt đầu tiên. Nó lao ra cứu lấy đứa con còn lại. Bầy sư tử quá khôn. Kế hoạch của chúng đã thành công mỹ mãn.